Càn Long Hoàng đế có nhiều cái nhất trong lịch sử Trung Hoa. Trong lịch sử Trung Hoa, Càn Long đế là vị vua sở hữu nhiều kỷ lục nhất, sống thọ nhất 88 tuổi, cai trị lâu nhất 60 năm và sống xa hoa nhất triều thành. Bên cạnh đó, ông cũng là một trong số ít hoàng đế phong lưu của quốc gia này. Đế vương này cũng thường xuyên đi viễn chinh và thu nạp nhiều phi tần cũng như quan thần, trong đó có cả quan tốt và xấu. Tiêu biểu là Lộng Thần tham ô hòa thân, là người thông minh từ nhỏ, lại ham học hỏi nên Càn Long đế rất chú trọng việc phát triển văn hóa dân tộc. Chính Càn Long là người tổ chức biên soạn bộ sách đồ sộ nhất lịch sử Trung Quốc có nhan đề Tứ Khố Toàn Thư. Xét về độ xa hoa, Càn Long cũng được nhớ tới là vị vua chịu chơi nhất triều Thanh. Ông hay tổ chức đại tiệc trong cung.